Xin kính chào quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc đầu CV cao cấp của hãng Esoteric, có model là K03. Đây là một trong những cái chiếc đầu CD cực kỳ là hay, về cái chất âm cũng như hình thức thì rất là tuyệt vời luôn. Chiếc đầu CD Esoteric này, K03 này là hàng 99,9% các bác nhá, hàng 99,9%. Chiếc đầu tuyệt đẹp và chất âm thì rất là tuyệt vời, cực kỳ là đẳng cấp và được rất nhiều các bác ưa chuộng. Các bác nào đã chơi đến cái dòng Esoteric này thì các bác cũng cũng biết được cái chất âm rất là tuyệt vời của chiếc đầu này. Và bây giờ em sẽ bóc thùng để giới thiệu đến quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái mức độ mới của chiếc đầu CD Esoteric K03 này. Xin mời các bác. Đây là chiếc thùng của chiếc đầu CD Esoteric K03. Thùng như mới cứng luôn các bác nhé. Thùng như mới cứng. Em sẽ quay máy lại gần và giới thiệu để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm luôn. Đó, đây là thùng rất là xịn luôn. Đây là chiếc đầu CD cao cấp thì hãng làm ra thì rất là trau chuốt và là rất là kỹ càng. Đó. Đây bên trên nó là cái hộp dây nguồn cũng như là khiển khiển Esoteric này. Và dây nguồn đây. Tất cả là zin rất đẹp luôn. Nhìn cái đường xốp nó rất là xịn sò luôn, chiếc đầu CD cao cấp. Và con này dòng này thì, những cái thùng quy cách đóng nó giống gần như những dòng Aquaphay như tại E800. Và em sẽ nhấc ra và em sẽ quay để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm luôn. Quay cho em chút. Nhìn chiếc đầu thì những hàng đắt tiền nên là hãng làm rất là cầu kỳ và cẩn thận. Đây là hai lớp trùm nha các bạn, hai lớp bọc trùm luôn. Và bên trong thêm một cái áo trùm nữa. Vâng, mời các bác cùng trải nghiệm cái
siêu phẩm CD Esoteric K03. Đây là một trong những chiếc đầu CD cao cấp với cái thiết kế cực kỳ là sang trọng, và dòng này có sử dụng mặt phay nhôm trắng silver, và bốn xung quanh đều bằng nhôm hết các nhá. Bốn bằng nhôm này. Trên lóc thì có dập laser chữ Esoteric này. Đầu mới 99,9%. Đây là xung quanh. Bên con đầu mà mệt quá các bạn. Đây phía sau của chiếc đầu. Đó. Giặc kia vàng óng luôn. Esoteric K03. Còn này à, Made in Japan, điện 100V và công suất tiêu thụ là 27W. Đó. Dòng này có cả giải mã luôn các bác nhé, giải mã này nên là rất tiện lợi cho các bác sử dụng nhé. Tín hiệu nhạc.